Và bây giờ chúng ta lại cùng tiếp tục đến với mục trò chuyện cuộc sống. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào khi xem những hình ảnh chúng tôi vừa giới thiệu. Còn riêng tôi thì tôi muốn có ngay một khu vườn đứng trong chính ngôi nhà của mình. Rõ ràng các bạn cũng đã thấy là vườn đứng tiết kiệm diện tích hơn so với kiểu vườn truyền thống. Hơn nữa, nó còn tạo nên một cái mảng tường trang trí rất độc đáo trong không gian sống của mình. Và ngày hôm nay, để tìm hiểu kỹ hơn về vườn đứng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Thu Thủy, chuyên gia thiết kế vườn của công ty Wallflower. Xin chào chị Thu Thủy và cảm ơn chị đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Lương Mạnh Hải, xin chào quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Vâng, là một người dành nhiều thời gian để nghiên cứu về vườn đứng thì không biết chị có thể giải thích cho tôi cũng như là khán giả hiểu biết thế nào là vườn đứng được không ạ? Theo truyền thống là vườn mình thường làm ở nằm ở trên mặt đất. Còn vườn đứng là nó theo chiều thẳng đứng. Và thông thường như là dựng đứng như là một bức tường. Có thể là nó có thể là dựa vào tường và có thể là nó kho đứng độc lập, nhưng mà là luôn luôn theo chiều thẳng đứng. Thì không biết là cái xu hướng thiết kế này ở nước ngoài thì nó đã phổ biến từ bao lâu rồi hả chị? Vườn đứng nó có từ cổ xưa bằng các cái cây leo. Nhưng mà cái người đưa cái vườn đứng nó trở nên một cái vườn hiện đại thì là ở Pháp. Xu hướng này phổ biến từ khoảng những năm 1982. Được một cái người nghệ sĩ là Patrick Blanc đã biến các cái ý tưởng dùng các cái loại cây nhiều màu sắc phối hợp trên các cái vách tường, cụ thể là ở thành phố Paris. Còn ở Việt Nam mình thì xuất hiện khoảng từ 5 năm nay. Nhưng mà thực sự mà nó xuất hiện ở nhiều các công trình thì tôi nghĩ là 2 năm nay thôi. Vậy thì theo chị cái ưu điểm nổi trội nhất của vườn đứng nó là gì trong việc thiết kế nội thất? Trong cuộc sống đô thị bây giờ thì rất là càng ngày á, nhà thì được xây nhiều hơn, công trình cao ốc nhiều hơn, còn khoảng xanh thì bị thu hẹp lại. Thì những cái khoảng tường hay những khoảng rào hay những cái vách mà là những cái khoảng không gian mà trước đây mình để trống thì bây giờ mình tận dụng nó và mình phủ xanh bằng các vườn đứng thì cái không gian ở trong đô thị sẽ được tăng những cái khoảng xanh hơn. Thì nó tốt cho sức khỏe con người, về môi trường. Khi mà nhắc tới cái cụm từ vườn đứng thì mọi người sẽ thường hình dung là chúng ta cần phải có những cái nhà biệt thự to lớn để có không gian để dựng lên một bức tường, đúng không ạ? Thì không biết rằng là theo chị, với cái vườn đứng thì nó được dựng trong những kiểu nhà nào? Vườn đứng thì có thể ứng dụng không phải là ở biệt thự mà ở nhà phố hay nhà nhỏ. Tùy theo, tức là cái sở thích hay là cái kinh tế của mình mà mình có thể là thực hiện cái vườn đứng lớn hay nhỏ. Vậy thì không biết trong nhà mình nên thiết kế vườn đứng ở những cái vị trí nào thì nó hợp lý thưa chị? Nếu mà trong một căn nhà thì nó có rất nhiều vị trí, ví dụ như là bạn mà muốn nồng nhiệt thì bạn có thể làm cái vườn đứng ở ngay cái cổng ra vào. Còn nếu mà bước vào phòng khách á thì cái bộ salon của bạn đối diện cái bức vách ở trong nhà hoặc là nhìn ra ngoài bên ngoài. Bạn có thể bố trí một cái vườn đứng để tạo cái cảm giác thư giãn. Rồi vườn đứng có thể đưa vào giếng trời, rồi là phòng ăn, hay là thậm chí có thể đưa vào phòng tắm. Tôi thấy đưa vào phòng tắm thì hợp lý, nhưng mà còn đưa vào phòng ngủ thì có ai đưa chưa? Cây thì không có tốt khi mà chúng ta để trong phòng ngủ, phải không thưa chị? Người ta thường chọn là từ cái giường ngủ á, nhìn lên cái bức vách nào bên ngoài thì họ có thể bố trí cái vườn đứng ở đó và nằm ở trong phòng thì có thể nhìn. Thằng Lương Mạnh Hải thấy là bây giờ không chỉ trong nhà ở người ta áp dụng cái mảng xanh mà từ quán cà phê đến spa người ta cũng có những cái không gian vườn đứng, đúng không chị? Vườn đứng có thể ứng dụng ở trong tất cả các không gian, miễn là cho nó một cái khoảng không gian đứng. Ví dụ như là mình áp vào tường ở trong các cái quầy reception, spa, hay là những cái trong cái giếng trời, hay là nhà hàng là ở trong những cái sảnh đón khách vào, hay là trong các cái không gian mà mình ngồi ăn, hay là ở văn phòng thì rất là khô khan á, thì đưa thẳng vào trong các cái văn phòng với các cái bức vách xung quanh mà bao quanh cái văn phòng đó. Thì không biết rằng là những cái kỹ thuật trong thiết kế vườn đứng thì nó có gì đặc biệt không chị? Bởi vì là nó có một cái đặc trưng là nó dựng đứng, đâm ra là nó phải có những cái khung để đỡ. Và vườn nó
nó không phải theo như là các cái loại là dây bò đơn thuần, như một loại như là các cái dây leo như mình thường thấy, mà là nó là sự phối hợp của nhiều loại cây để tạo nên như là một bức tranh mà bằng cây thật. Nhưng mà cái điều mà Hải rất quan tâm đó là cái loại cây nào mà mình dễ trồng trong cái khu vườn đứng ạ? Nếu mà nói về cây, Hải phải phân biệt là vườn đứng ở ngoài trời hay là vườn đứng ở trong nhà. Ví dụ vườn đứng ở ngoài trời nó sẽ cho mình cái khoảng lựa chọn về cây nhiều hơn. Bởi vì có ánh nắng đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì khi mùa mà bạn muốn chọn làm một cái vườn đứng thì bạn phải chú ý đến ba yếu tố là ánh sáng, khí và sương. Thì ở ngoài trời nó đáp ứng hết cả ba yếu tố đó. Còn khi vào trong nhà thì là nó là điều kiện nhân tạo, mình phải xài ánh sáng nhân tạo, như là bắt buộc, điều này bắt buộc là bạn phải xài, mà ít người biết đến là phải xài đèn thay cho mặt trời, đèn nuôi cây thay cho mặt trời. Khí thì ở trong nhà cũng ít hơn, thì do đó khi ở trong nhà mình phải chọn những loại cây theo họ trầu bà, dễ sống ở nơi yếm khí và ít ánh sáng. Nhưng mà như thế là với những cái mảng tường ở trong nhà, nếu chúng ta muốn áp dụng vườn đứng thì cũng có thể làm giếng trời đúng không? Bởi lúc đấy thì ánh sáng, ánh nắng nó xuống một cách tự nhiên thì chúng ta đỡ phải dùng những cái đèn nuôi cây. Giếng trời ở Việt Nam mình á, thường là hẹp và nhà thường là từ 2 đến 3 lầu. Khi mà mình thực hiện cái vườn đứng ở sát trên nóc nhà thì vấn đề ánh sáng và khí thì không thành vấn đề. Nhưng mà thông thường á, phòng khách thường đặt ở dưới tầng trệt. Thông ra là vườn ở dưới tầng trệt nó sẽ không được đón nhận đầy đủ ánh sáng. Đâm ra mình vẫn phải bổ sung ánh sáng và phải lưu ý về vấn đề thông gió ở cạnh cái vườn đó. Với những cái cây mà trồng trong vườn đứng á, thì nó có tuổi thọ không chị? Tức là bao lâu mình phải thay? Tôi tưởng tượng giống như là cắm hoa ấy, tức là mình coi như là nếu mà lâu thì một tuần mình phải thay hoa, thì không biết rằng với những cái cây cho vườn đứng thì bao lâu mình phải thay? Không, cái vườn đứng này nó không phải giống như cắm hoa như là Hải nghĩ. Mà vườn đứng này khi mình trồng rồi là nếu mà mình chăm sóc nó đúng kỹ thuật đó thì cây nó sống mãi. Nhưng mà đến khi nào mà bạn chán, bạn muốn thay đổi màu sắc thì bạn có thể thay một số mảng màu để cho cái vườn của bạn đẹp hơn chứ. Mọi người sẽ nghĩ đến cả là cái tưới nước như thế nào này, rồi chăm sóc như thế nào để cho khỏi muỗi, rồi những cái tóm lại là rất nhiều nhiều cái điều kiện mà mọi người nghĩ rằng là nếu như có một cái khu vườn trong nhà thì đôi khi nó lại trở nên bất tiện. Theo chị có là đúng là như vậy không? Cái điều này mình tôi cũng gặp ở nhiều cái khách hàng, là cái câu hỏi của khách hàng của chúng tôi là ai cũng thích có một cái mảng xanh như là bức tranh trong nhà mình chứ, đúng không? Về vấn đề tưới thì rất là đơn giản, tức là khi làm vườn đứng thì tất cả mọi người hay như là chúng tôi đều đặt một cái hệ thống tưới tự động, tới giờ là tưới, tới giờ là tưới, đâm ra vấn đề tưới thì mình không có phải lo lắng. Nhưng mà cây cũng là một cái thực thể sống, đâm ra là nếu mà cây mà bạn chú ý đến nó, chăm sóc đến nó, bạn yêu thương nó thì cái vườn của nhà bạn lúc nào cũng đẹp. Bạn phải ngó ngàng nhặt lá vàng hay là mình có những cây chết mình phải thay đi. Và vấn đề muỗi thì khi mà bạn chấp nhận trồng cây thì bất cứ là cây trên tường hay là cây ở dưới đất đều bị muỗi. Khi mà mỗi người chủ nhà họ muốn có một cái mảng vườn đứng ở trong nhà thì họ lại e ngại là nếu như cái hệ thống tưới nước tự động như vậy có làm cho cái bức tường nó bị ẩm mốc không thưa chị? Không, tại vì khi mà mình
làm một cái vườn đứng á, nó đã có phải có một cái khung đỡ. Mình nhìn thì nó áp sát nhưng thực ra là có thể mình khênh cái vườn đứng đó đi một cách độc lập, tại vì nó dựa trên một cái khung riêng của vườn. Cái khung đó Tức là nếu sau này mình không thích nữa, mình có thể hoàn toàn thay bằng một cái mảng khác, đúng không rồi. Ạ, theo chị thì chúng ta có phải tốn quá nhiều tiền cho một khu vườn đứng hay không ạ? Tức là tất cả những cái chi phí đấy nó mất khoảng độ bao nhiêu, mình sẽ tính theo mét vuông hay là sao ạ? Thông thường ấy, vườn đứng thì nếu mà so với cả một cái túi tiền của người Việt Nam á, thì họ cũng nghĩ là nó cũng hơi cũng là hơi tốn tiền á. Nhưng mà ví dụ nếu mà mình so sánh, nếu mà cái vườn này nó nằm ở, bây giờ mình so sánh ở cái vùng châu Á mình thôi, thì nó sẽ tốn từ khoảng 10 triệu cho đến 15 triệu cho một mét vuông. Còn nếu ở Việt Nam nó đang di động ở khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 5 triệu. Tùy theo cái yêu cầu khó hay dễ của cái vườn. Chị nói rằng là về độ cầu kỳ khi thực hiện, tức là nó sẽ nằm ở cái khâu nào ạ? Ví dụ như là bạn muốn là cái vườn này nó nhiều màu sắc. Thì ví dụ bạn muốn tăng cái sắc đỏ, sắc vàng lên thì cái giá thành nó sẽ khác nhau, nhiều cái loại khác. Ví dụ như là bạn thực hiện cái vườn trong nhà thì bạn phải tốn thêm cái chi phí cho cái đèn thay mặt trời, thì nó sẽ có thêm một cái chi phí đó. Tức là tùy theo vị trí, tùy theo yêu cầu cao hay thấp. Tức là không phải chỉ là tốn tiền cây, nhiều khi cây thì lại rất rẻ đúng không ạ? Nhưng mà cái thiết kế rồi ánh sáng các thứ thì nó lại tăng chi phí ở những cái khoản đó đúng không ạ?